Y tế vừa công bố hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 mới nhất. Đây là bản cập nhật sửa đổi lần thứ tư kể từ khi Việt Nam ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên. Trong hướng dẫn mới, Bộ Y tế lưu ý ngoài xâm nhập vào đường hô hấp, virus SARS-CoV-2 chủng mới được ghi nhận trên các bệnh nhân ở Đà Nẵng trong giai đoạn này có thể tấn công vào tất cả cơ quan nội tạng cơ thể, trong đó nổi bật là đường hô hấp. Những dấu hiệu sức khỏe bất thường cần phải xét nghiệm COVID-19. Những trường hợp có sốt, ho hoặc viêm đường hô hấp cấp tính không lý giải được bằng các nguyên nhân khác, kể cả những trường hợp được xác định không cần yếu tố dịch tễ, đi từ vùng có dịch, tiếp xúc với ca bệnh hoặc ca nghi ngờ, đều sẽ được lấy mẫu xét nghiệm. Riêng với trẻ em, trong phác đồ mới, Bộ Y tế lưu ý các bác sĩ về tình trạng tổn thương, viêm đa cơ quan, tương tự bệnh Kawasaki với các biểu hiện sốt, ban đỏ hoặc sung huyết giác mạc hoặc phù nề niêm mạc miệng, suy tuần hoàn, tổn thương tim, rối loạn đông máu, thay đổi tiêu chuẩn ra viện. Hướng dẫn mới trong phác đồ điều trị COVID-19 của Bộ Y tế cũng thay đổi cách phân loại các thể lâm sàng. Theo đó, bệnh COVID-19 được phân theo 5 cấp độ. Thể không triệu chứng, mức độ nhẹ, viêm đường hô hấp trên cấp tính, mức độ vừa, viêm phổi, mức độ nặng, viêm phổi nặng và mức độ nguy kịch. Tiêu chuẩn xuất viện gồm hết sốt tối thiểu 3 ngày, hết các triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm lại 3 lần cách nhau 1 ngày cho kết quả âm tính, theo dõi tiếp tại nhà 14 ngày. Thay đổi về thuốc điều trị, dù chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, song trong lần cập nhật thứ tư, Bộ Y tế đã cho biết hiệu quả một số loại thuốc kháng virus như các thuốc Lopinavir, Ritonavir, Interferon có sẵn trong nước, thuốc Remdesivir của Mỹ và thuốc IVIG. Riêng chloroquine và hydroxychloroquine, Việt Nam ngừng sử dụng hoàn toàn, thay vào đó sẽ sử dụng thêm huyết tương của người đã khỏi bệnh.